mình vẽ sao mình không tém nhiều là mình giỏi, còn mình vẽ mà mình lúc nào mình cũng cần cái cây tém, lúc nào mình cũng kè kè cây tém theo bên là mình không có giỏi nha. Anh Tôn sao đúng cái gì xanh, khi mà xanh của người ta cái màu đừng lấy màu đậm, em lấy cái màu nhạt của chị nè. Hãy thử cho em coi nha. Em thấy cái chân mày của người ta không? Cái khúc này cái lông của người ta nó đậm nè. Khúc này nó không có nè. Bắt đầu em đi cái gì mà trước. Em đừng có quan tâm tới cái phần lông mày đậm nên bỏ nó qua bên đi. Cái chỗ này nhạt, giờ mình xử lý cái chỗ nhạt, cái chỗ không có lông mày với nhạt trước nè. Lúc nào cũng phải đi một cái đường thẳng gì cho chị trước. Nha. Không có mà khảy lơ gơ đây nha. Từ trên cái đỉnh nè, em thấy nè, cái đỉnh nào cao nhất của cái chân mày là em đi từ đó xuống nha. Đi nói với cái đuôi nãy đó, khi mà em tạo cái khung này rồi một lát em mới khảy, tạo khung trước khảy sau, chứ không có vô khảy biết đường đâu, khảy nó đâu có cái khung mình khảy, mình cũng phải theo cái quy trình của nó chứ, mình không phải mình muốn khảy đâu là khảy nha. Cái đuôi em không có khảy, cái đuôi em phải tô từ cái lúc này nè, từ cái khúc này em mới khảy nè, nè thấy không, nó sẽ trùng, nó sẽ khớp với cái lúc khúc như mày đậm trên này nè. Khi mà em vẽ em định hình nè, em vẽ thành một cái kiểu gây đẹp mà em đâu cần tém nữa đâu. Hồi nãy là em không định hình cái đường này rồi em xuống đây rồi tự nhiên vô em thấy khảy như vậy thì nó đâu có đẹp, thấy không. Nè em định hình xong nè, nếu mà em đã để vẽ đẹp luôn là em không cần tém luôn. Mình vẽ sao mình không tém nhiều là mình giỏi. Còn mình vẽ mà mình lúc nào mình cũng cần cái cây tém, lúc nào mình cũng kè kè cây tém theo bên là mình không có giỏi nha. Rồi bắt đầu mình quay cái chỗ đậm này dẫn bỏ nó luôn, không có xài gì tới nó hết á. Cái khúc đầu nè. Đầu em đi là chân đi chị là 3 là 4 nè, ăn nè, 6 là 7 nè, 8 nè. 8 sợi là dữ lắm rồi, đầu nha. Hoặc là 2 sợi nhỏ ở đây. Hoặc là 2 sợi nhỏ ở đây là hết. Khi mà chân mày người ta đã xăm rồi là em không có động đậy gì tới cái phần bột vô cái chỗ này nữa hết. Thấy không, thấy chân mày nãy vẽ khác em không nè. Khi mà em thấy cái này nó kiểu như nó muốn cho nó bay nữa, đẹp nữa thì lên đây 2 sợi nữa, 3 sợi, 3-4 sợi thôi là đã đẹp rồi. Mình không có cần mà cho phải nó khít lại hết, nó càng thưa nó càng đẹp mà. Khi mà chân mày người ta phun, người ta đã có khuôn sẵn rồi, em đâu cần phải khảy khít làm gì, đúng không. Đó, em chỉ cần cho nó bay, rồi cho nó bay tốt qua đây luôn. Đó. Nè. Em thấy không, chân mày chị vẽ là không có cần tém luôn. Nè, nó là nhỏ sẵn, khi mà em tạo khung nó đẹp sẵn luôn nè. Còn nãy mà em khảy, em khảy đây nè, nó lem tùm lum tà lá chứ nó đâu có đẹp đâu. Rồi em vẽ bên đây đi. Khi mà làm cô dâu á là làm mình làm là mình phải cái chân mày là phải đẹp. Nhìn vô người ta thấy nhìn là cái cặp chân mày. Cái chân mày khéo là làm mấy cái phần sau sẽ khéo. Cái mặt tiền của người ta nhìn vô là thấy cái cặp chân mày. Em thấy cái phần này nó lợt không? Em khảy vô chứ không có tô nha. Cái phần đó là cái phần giữa cái lông mày là mình khảy chứ mình không tô nữa, mình chỉ tô cái phần đuôi thôi. Đó, nhìn tổng thể cái chân mày cái chỗ nào nó trống đó là mình khảy vô. Đẹp rồi là ngưng nha, chứ không có khảy hoài hồi đậm lè. Khi mà mình làm mà mình giỏi rồi đó, mình khảy cái chân mày, mình vẽ cái chân mày trong vòng nó chưa tới 1 phút là xong cái chân mày. Không có cần tới cây tém luôn. Em thấy chị khảy một hơi rồi thấy không, chân mày chưa tới 1 phút nó xong cái chân mày rồi đó. Em thấy nè, bên đây nó bay nè, nó cao nè. Em phải chỉnh sao cho bên đây nè, nó cao bằng bên đây. Đó. Thêm những cái sợi bay á là nó ít, sợi khảy là nhiều, sợi bay là ít. Khảy 8 sợi thì sợi bay nó chỉ 4 sợi thôi. Đó. Coi như là 8-10 đi, tạm ổn. Rồi, lên màu mắt đi.